nhất là phải có đầy đủ bố mẹ. Chỉ cần ở với ai thì mình đều vui vẻ mỗi ngày, đấy, đều cười, chỉ cần có đủ tình yêu thương. Đấy, đi học hay đi đâu đó xa thì chỉ cần về là có ông bà, em thấy là hạnh phúc rồi. Đó là định nghĩa về hạnh phúc của Hà Vi, một cô gái mới 17 tuổi. Tuy nhiên, cuộc sống của Hà Vi thì không phải chỉ toàn là màu hồng. Em ở với ông bà từ lúc mà chắc là 3-4 tuổi gì đấy. Nên là lúc ấy thì ba em cũng mất, còn mẹ em đi lấy chồng. Nên là em ở với ông bà. Bao nhiêu yêu thương, ông bà dành hết cho đứa cháu mồ côi. Vừa là ông, là bà, nhưng cũng vừa là bố, là mẹ, lo cho cháu từng bữa ăn, giấc ngủ, lo từ chuyện sinh hoạt hàng ngày đến học hành. Để cháu không cô đơn, ông bà luôn trò chuyện, bầu bạn cùng cháu gái như những người bạn. Ông bà cũng thường xuyên hỏi han các thầy cô ở trường để hiểu hơn về cháu. Cái gì thì cháu cũng tâm sự với tôi hết, chuyện buồn vui là nó tâm sự hết. Tôi cũng động viên cháu, bây giờ cháu cái tuổi của con là con phải học, thế nên cháu ngoan. Bởi thế, ông bà chính là gia đình, là hạnh phúc đối với Hà Vi. Em ở với ông bà từ bé, ông bà cũng giống như bố mẹ em. Ông bà chăm cho em, cháu em cũng không phải thiếu thốn tình cảm gì. Thế là ông bà quan tâm mình còn hơn cả bố mẹ. Thời gian là vô hạn, mà sức người thì hữu hạn. Bởi thế, ở cái tuổi gần 80, những lo lắng cho cô cháu gái xuất hiện mỗi ngày một nhiều hơn trong suy nghĩ của ông, của bà Hà Vi. Lo chứ, lo là thế này này, chỉ nguyện vọng làm sao mình sống được lâu để nuôi được cháu ăn học. Mình chết đi mà cháu chưa học đại học xong, cháu bơ vơ. Những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Yêu thương mà ông bà dành cho Hà Vi đã trở thành nguồn động viên, cổ vũ tinh thần lớn lao để Hà Vi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và vươn lên trở thành con ngoan trò giỏi. Bạn Hà Vi vừa là học sinh ngoan, vừa là một người cháu rất hiếu thảo. Mỗi lần mà gặp khó khăn gì đó thì bạn đều chia sẻ với ông bà, với cả cô giáo. Và khi mà mỗi khi mà viết tâm thư nhắn gửi cho cô ấy, nhiều lúc bạn rất là nhút nhát, không dám bộc lộ để nói với ông bà đâu. Nhưng mà lại gửi cô ơi, cô nhắn cho em lời nhắn này đến ông bà là như thế này, con rất yêu thương ông bà và con rất nỗ lực trong học tập. Và lúc đầu con vào lớp 10 thì con cũng rất là, chỉ là học sinh trung bình khá thôi. Thế nhưng mà 2 năm học vừa rồi con đều là học sinh giỏi. Trong quá trình học tập thì bạn Vi là một người rất là cố gắng tập và bạn rất là hăng hái. Nếu mà có vấn đề gì mà khó khăn trong học tập ấy thì bạn luôn cố gắng là hỏi các bạn bè xung quanh này, hoặc là về có thể hỏi các thầy cô. Và bọn em cũng rất là hăng hái để giúp đỡ bạn. Bọn em cũng muốn những gì tốt nhất dành cho bạn. Không phụ sự yêu thương của ông bà, sự quan tâm của thầy cô, sự sẻ chia từ bạn bè, Hà Vi luôn nỗ lực học tập và giữ cho mình một ước mơ thật đẹp. Bây giờ thì em ước là ông bà em thật nhiều sức khỏe, còn em thì sẽ cố gắng học làm sao để cho được tốt. Em ước là được làm tiếp viên hàng không, em thấy nghề đấy có thể là chung là phụ giúp em về vấn đề tài chính là điều đầu tiên ấy. Và em thấy là được đi nhiều nơi nên là em muốn làm nghề đấy. Chào mừng quý khán giả truyền hình, các vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo và các bạn học sinh đã đến với buổi trao học bổng Chắc Bánh Ước Mơ được tổ chức tại trường Trung học phổ thông Hưng Yên, thành phố Hưng Yên. Chương trình do VNPT Hưng Yên, Vietcombank Hưng Yên đồng tài trợ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên bảo trợ thông tin, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên thực hiện. Đến tham dự buổi trao học bổng Chắc Bánh Ước Mơ hôm nay, trân trọng giới thiệu ông Vũ Quang Huy, Phó Giám đốc VNPT Hưng Yên. Trân trọng giới thiệu ông Lưu Ngọc Mạnh, trưởng phòng giao dịch khu công nghiệp Phố Nối A, Ngân hàng Vietcombank Hưng Yên. Tham dự chương trình còn có sự hiện diện của đông đảo các vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bạn học sinh của trường Trung học phổ thông Hưng Yên, thành phố Hưng Yên. Thưa quý vị, để tiếp nối những giá trị nhân văn sâu sắc thì hôm nay hai nhà tài trợ cùng với ekip sản xuất chương trình Chắp Cánh Ước Mơ đã có mặt tại trường Trung học phổ thông Hưng Yên, thành phố Hưng Yên để tiếp tục động viên khích lệ cho tinh thần vượt khó vươn lên của em Dương Đỗ Hà Vi. Hà Vi thì sinh ra trong một gia đình rất là khó khăn. Bố em mất từ khi em còn rất nhỏ, mẹ em cũng bỏ lại em để cho bà nội nuôi. Ông bà thì đã tuổi cao sức yếu, kinh tế của gia đình thì cũng không lấy gì làm dư giả. Thế nhưng vượt lên trên những khó khăn ấy thì Hà Vi luôn nỗ lực phấn đấu để trở thành con
ngoan trò giỏi, được thầy yêu bạn mến, đồng cảm với hoàn cảnh của em, cũng như muốn động viên khích lệ để Hà Vi tiếp tục cố gắng vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống. Thì hai nhà tài trợ của chương trình là VNPT Hưng Yên và Vietcombank Hưng Yên hôm nay có dành tặng cho em một suất học bổng với giá trị là 12 triệu đồng. Ngay sau đây thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Vũ Quang Huy, Phó Giám đốc VNPT Hưng Yên sẽ lên trao học bổng động viên khích lệ em. Tiếp theo xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Lưu Ngọc Mạnh, trưởng phòng giao dịch khu công nghiệp Phố Núi A, Ngân hàng Vietcombank Hưng Yên lên trao học bổng khích lệ em. Gia đình chúng tôi rất là vui và cảm động. Trước tiên là cảm ơn sự quan tâm của hai nhà tài trợ và cảm ơn Sở Giáo dục Đào tạo và cảm ơn các thầy cô trong trường và cảm ơn đặc biệt đến là hai nhà tài trợ. Tôi sẽ phục vụ cháu học hành hết chứ còn không chi tiêu việc gia đình vào cái số tiền đấy ạ. Chương trình học bổng chắp cánh ước mơ, theo tôi nghĩ đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa. Không phải đối với riêng em Hà Vi là học sinh lớp 11 D6 trường Trung học phổ thông Hưng Yên, mà tôi nghĩ rằng nó sẽ có một cái ý nghĩa rất tích cực, lan tỏa cái tinh thần học tập vượt khó đến toàn thể học sinh của trường Trung học phổ thông Hưng Yên. Tôi cũng hy vọng rằng chương trình chắp cánh ước mơ này sẽ trao thật nhiều các cái suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và vượt khó trong quá trình học tập. Thưa quý vị, chúng ta sẽ không thể hoàn thành những mục tiêu táo bạo nếu như không có những ước mơ táo bạo. Và khi sản xuất chương trình chắp cánh ước mơ này thì chúng tôi cũng mong muốn có thể khích lệ động viên cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, dám ước mơ, dám hành động để thực hiện ước mơ của mình. Và chúng tôi tin tưởng rằng với sự đồng hành của các nhà tài trợ, sự quan tâm sẻ chia của các nhà trường, các thầy cô, các bạn học sinh cũng như là sự quan tâm của quý khán giả truyền hình thì những bông hoa yêu thương cũng có ngày kết trái. Trong số tiếp theo của hành trình chắp cánh ước mơ, chúng tôi sẽ viết tiếp câu chuyện đầy cảm động về em Vũ Thị Tươi, học sinh lớp 12A4 trường Trung học phổ thông Nam Phù Cử, huyện Phù Cử. Chương trình chắp cánh ước mơ của chúng tôi hôm nay xin được khép lại tại đây. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đây là Vũ Thị Tươi, học sinh lớp 12A4 trường Trung học phổ thông Nam Phù Cử. Bố mẹ em ly hôn từ khi em còn học lớp 3. Hiện nay em ở với mẹ, có thêm một em trai. Em trai em bị bệnh tim với cả bị không có hậu môn, có bệnh về phổi, bị bệnh tao nữa. Đó là hoàn cảnh của cô bé mang cái tên là Tươi Vui, nhưng cuộc sống của em lại luôn nhuốm màu u buồn. Lớp mà ở chung với bố em thì là tuần nào cũng bị bố em đánh đòn, chưa đến không ngủ cũng bị ăn đánh. Bố uống rượu say là bố chửi với cả đánh. Vì luôn phải ở nhà để chăm sóc cho người em trai mắc nhiều bệnh tật nên mẹ của Tươi không thể đi làm. Cuộc sống của ba mẹ con chỉ gói gọn trong khoản trợ cấp 900.000 đồng một tháng nên khó khăn lại càng thêm khó khăn. Cháu không được hộ nghèo vì ở trên người ta bảo là cháu có tiền trợ cấp rồi, đâm ra gia đình không được hộ nghèo nữa thì cũng phải ăn dè hạ tiện, nhưng chả biết làm thế nào thì cũng ít khi mua, thì chỉ mua cho cháu bé thôi, rau thì năm hôm thì đi xin hàng xóm. Vượt lên số phận, Tươi vẫn luôn vui vẻ, lạc quan và nuôi cho mình một ước mơ thật đẹp. Em ước em khỏi bệnh và bình thường như những đứa trẻ khác. Em muốn làm bác sĩ để sau này chữa bệnh cho em trai em. Mọi hỗ trợ cho em Vũ Thị Tươi có thể liên hệ địa chỉ em Vũ Thị Tươi, thôn La Tiến, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử, số điện thoại 034-833-5740 hoặc địa chỉ chương trình chắp cánh ước mơ, phòng chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, số điện thoại 0363-089-089. Vietcombank chung niềm tin vững tương lai.